Loài dê là biểu trưng cho sức sản sinh phồn thịnh hay biểu tượng cho sự hiến tế ở một số nền văn hóa. Dê không có răng cửa và răng hàm trên. Thay vào đó, loài dê lại có một khối xương rất khỏe ở hàm trên. Thêm vào đó, miệng dê tuy nhỏ nhưng lại có môi rất mềm và linh hoạt nên có thể gặm được nhiều loại thức ăn khác nhau như cỏ, cành, lá và thậm chí là cả gai góc, vỏ cây. Lưỡi dê có nhiều loại gai thịt là đầu dây thần kinh đặc biệt, giúp dê vừa có thể phân biệt được mùi vị và vừa có thể ước lượng được độ cứng, mềm của thức ăn. Dê có tới 4 ngăn dạ dày. Dạ dày của loài dê được thiết kế một cách đặc biệt với 4 ngăn giúp tiêu hóa những thức ăn thô như cỏ hoặc cỏ khô. Thức ăn sau khi đi qua dạ dày đầu tiên, cỏ sẽ được chuyển qua một dạ dày dạng tổ ong, dạ tổ ong, nơi có dung tích nhỏ nhất và sử dụng làm nơi nghiền thức ăn. Dạ thứ ba, dạ lá sách là phần dạ dày dùng để ép thức ăn và hấp thụ các chất dinh dưỡng dưới thể lòng. Cuối cùng là dạ có tên dạ múi khế có nhiều tuyến tiêu hóa và mạch máu mềm.